Chúa Thánh Vịnh 94-95. If today you listen to his voice, then hát kẹp 2. Ngày hôm nay được vì anh em nghe tiếng Chúa, đừng chờ mãi cưng lòng tin. If today you listen to his voice, do not harden your heart. Chúng là một
dân lòng phiêu la. Chúng không biết đường lối của ta, nên ta đã thịnh nộ mà thề, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của ta. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, đừng chờ mãi, cứng lòng tin. If today you listen to his voice, do not harden your heart. Alleluia, thì đi chỉ có một nhịp điệu, đó là mi thứ đi ra rê trưởng và đi mi thứ em to D and to em, nó đi như vậy.